tóm lại, tôi không muốn giao du với loại người như anh. Nhìn tôi như thế này lại đi cùng anh trên cái xe cà tàn như kia. Anh thấy bình thường mà, có sao đâu em. Bình thường là do dây thần kinh của anh nó bị hỏng nên anh mới thấy bình thường. Còn tôi không thấy bình thường. Em nói gì vậy? Anh đi mấy chục km anh đến đây để gặp em, mà em lại còn sỉ nhục anh nữa. Nếu em không muốn quen thì thôi, có cần phải sỉ nhục nhau như vậy không? Anh nghĩ sao? Một người xinh đẹp như tôi lại đi quen một thằng nghèo như anh, lại còn bày đặt tặng hoa tiền. Lo cho bản thân mình còn chưa xong, lại còn bày đặt đi tán gái. Tao thấy mày nói vậy cũng hơi quá rồi đấy. Anh cũng không có làm gì sai đâu. Mày thích, mày đi theo anh tao luôn đi. Mày đợi tao chút. Anh Linh, em thay mặt bạn em xin lỗi anh luôn nha. Bây giờ em đi đây. Phương, hay là em cũng muốn đi cùng anh không? Coi như lời xin lỗi của em, đồng ý nha. Đó, mày đi đi, để xem người ta có cười vào mặt cho không. Đồ ngu. Lên xe đi em. Hồi nãy em nói anh là thử lòng em đúng không? Đúng đấy. Nếu như không làm như vậy thì làm sao mà biết đâu là vàng, đâu là cám. Và em cũng chẳng xứng đáng với bó hoa này.